Thằng Quang tối qua thức khuya sao mình mới vô là nó ngủ luôn rồi. Chắc qua tối đi trộm cướp gì không biết. Vậy cho nó ngủ luôn đó luôn đi, tưởng đóng lại em trai. Vô luôn đi. Trời. Trời ơi. Cực kỳ ngon luôn, bởi vì ngon quá nên dành ăn có con, anh không có dám ăn nhiều. Ủa sao vậy trai? Tại vì nãy mấy con tôm này nè, anh vô trong nhà vệ sinh anh rửa. Tình giữa anh em có chắc bên lâu. Hả? Ôi, quên, thôi chắc cái thuốc đi mẹ thiệt. Ôi, ôi, trời ơi, cái liền của tôi. Thôi, tao lại đem nha. Vậy thì tao có cách cho mày hết dưới đầu. Nằm sẽ lại đó. Ờ, nằm ngủ kìa. Quốc à, vô. Đó, cái nghiệp quật rồi vậy anh em. Chơi anh em tôi làm có được đâu. Đáng đời. Ờ. Thôi, hai anh em đi chơi net đi. Ba anh đứt nha. Chơi net này mà. Hai mày đang làm gì đây vậy? Đang ngắm chim. What? Đang ngắm chim. Đồ ăn không? Đây. Trời ơi, sao khuya quá vậy? Ủa, cái này là cái gì vậy? Thịt chim anh. Ở đâu có thịt chim như vậy? Nãy mới ra chợ mua. Ừ. Có chồng với mày. Tưởng không không? Tưởng đi. Rồi lắc lên đi. Mấy định nó ra công viên cho mà nó phá dữ. Úp lại lắc, úp lại lắc. À, úp lại lắc. Đó. Trời. Thấm thấu từng, ở thấm thấu từng miếng gà. Sao vậy anh trai, sống ăn đi. Sao tao run quá mày ơi. Cúng gì, nãy giờ chế cái nước sốt này vô ăn là hết run liền đó. Anh em mình mà chế, phải chế vậy đó. Đó, sao mày chế bí luôn vậy? Ăn vậy nó mới không có sợ bị tanh hay bị hôi gì nữa. Mày xé cái gì rồi giờ sao ăn? Bánh nhầy luôn rồi. Ở nè, giờ vậy nè. Đó, xé tay ra. Đó. Đó, giờ đó. Này là biết cái món gì không? Gà xé muối ớt, hiểu không? Đó. Rồi, ăn ở nhà thì tôi đi về. Hả? Sao xé mày, mày không bị gì hết vậy? Kỹ ta, mà đã ngứa lắm á. What? Đâu, cho em mượn nữa coi. Hả? Ủa sao tự nhiên mày cắt hết mày vậy? Bữa giờ bình chỉ ẻ có được đâu. À, cắt vậy cho dễ đi cầu phải không? Đúng rồi. Tao giúp mày chị bình chỉ rồi giờ mày trả cái đâu. Ây da, đau quá mày bình chứ. Đau, để tao thử coi có tác dụng gì không. Trời, từ nhỏ tới lớn mình ở trong khu rừng này có thấy cái con nào đốm đốm đen đen mà có sừng gì đâu ta. Lạ thiệt chứ, tưởng đâu có mình là lạ nhất rồi. Mà nó có sừng, mình không có. Chắc là con này năng ngon lắm này. Cái thằng này nó làm cái gì mà sảng khoái quá trời. Địa bàn của tao mày đừng có làm bậy chứ. Tập trung tới đi. Thiệt tình chứ, mất văn hóa cái khu này ghê luôn. Tránh ra coi. Ủa làm gì đây? Mày không nghe ông bà tao có câu mày. Có công mày sắc coi nền lên kia mày. Tao đang mày hành kia mày. Cái này là gỗ mà. Trời ơi, nói cho nghe, cái này không những tao mài thành kim mà tao còn mài răng mày được nữa. Đâu ơi. Anh vừa sao bị vậy? Thằng nào thằng nào? Thằng này đánh, thằng này đánh, thằng này đánh. Nó phải sắp nè. Thôi mày. Mày nói được mày rồi. Như đi. Ông mày vô bỏ mày nói chuyện nó thử coi. Nói gì vậy? Cứ đi qua nói đi, nói gì. Đâu mấy cà phê ơi. Mấy cà phê ơi. Tao không giúp được cà phê với con. Bây giờ tao phải tìm cách gì đó để giúp cho mày tỉnh táo mỗi buổi sáng trước khi mày làm việc. Ủa vậy em có cái này không chịu được hả anh? Hả? Cà phê không có mang lại lớn cho mày đâu. Hả? Đi uống mà. Hả? Ủa ông đứng rồi. Ủa tại nó vô ông chưa giúp mày rồi mà. Ủa sao nó chịu đẹp rồi? Mày đâu tưởng đẹp vậy? Tao, bạn muốn tới muốn mua cái gì? Tao hỏi ba đứa mình vô em mua cái gì kìa. Quang,
Nói đi em. Ủa anh, ở đây có bán bánh tráng trộn không anh? Điên hả mày? Bánh trộn làm gì? Qua đây đi mua gì mà bánh trộn? Thầy ơi, mày tào lao quá. Tốt, nói đi em. Ở đây có bán kèm dưỡng thể không anh? Trời ơi, sao mà người ta bán chưa mà qua tới đây mà còn hỏi kèm dưỡng thể nữa? Ây da, trời ơi, mấy thằng đệ này nó ăn uống cho cố cho mà bây giờ nó không nói được cái gì, nó mua cái gì? Trời ơi! Ủa cái cục là mua cái gì? Mua đồng hồ! Quên. Cái đồng hồ đây em quen lên tên này là em biết lâu rồi. Ủa hôm bữa có mua với anh một cái rồi, bây giờ anh còn cái nào độc lạ hơn không? Ừ. Muốn độc lạ hơn hả? Bam! Bam! What the fuck? Cái đồng hồ xin uống nước đây. Đây, anh muốn tao bây giờ. Độc quyền là tại sếp em luôn á. Cái nhà này nguy hiểm quá mày ơi. Ôi, lẹ. Cái này khóa chân tay rồi, bây giờ sao ra được đây? No. Trời, không được. Thử ngón chân. Không được luôn. Chào đón thành viên mới. Ta ra em là thành viên mới của thằng Đức Vinh á. Ủa thằng này sao mà quen quá vậy, mày là nhân viên cũ rồi. Cái thằng tốn này nó tào lao không à, phá luôn chứ. Đây chính là thành viên mới. Ủa sao chị mở mày xuống đi, này lì quá ta. Qua đây quay clip mà sao nó cứ ngồi ăn hoài vậy Tuấn? Ý mà không sao anh ơi, cái đứa mà ăn nhiều vậy chắc làm việc tốt à. Cũng được á, bây giờ mày qua mày kêu nó đi. Ông ơi, ăn hoài hả? Cảm ơn nha. Hả? Ủa sao nó ăn bánh mì mà xài đũa? Trời ơi, thằng này lão quá vậy. Thôi mày đi qua mày đổ đũa đây đi. Ôi anh đi. Trời ơi, mày được đâu đũa nè. Trời ơi, dở quá ta. Nhưng mà mày lấy đâu đũa, rồi cái hộp bánh cuốn của mày đâu? Nó lấy của em luôn rồi. Đi ba. Ồ, cái thằng Tuấn này sao kêu nó đi đâu mà nãy giờ nó chưa dậy nữa. Ngon bạn. Ngon đúng rồi, bánh nước thử ngang. Đúng rồi. Sải cái bà bảy. Ủa, tao chưa giới thiệu mà sao hai này nó quen nhau hơn quá vậy? Đúng rồi. Có món mới bạn. Cái nè, nguyên cộng ngờ. Dơ dơ hả mày? Xin chào các bạn, mình là Vinu, thành viên mới của team Mỹ Đức. Các bạn ủng hộ mình bằng cách nhắn tin lên tổng đài 090 ch** ở giữa. Hả? Cái gì mà ch** ở giữa? Tao chưa nhận mày mà, sao mày tự tin quá vậy? Anh Đức ơi. Yeah. Em tài năng chuyển giọng lắm luôn á. Tài năng thì chưa biết, nhưng mà bây giờ anh khát nước quá. Khát nước hả? Để em. Cũng được ha. Nhưng mà uống nước xong rồi em biết sao không? Sao anh? Đói bụng. Đói bụng em hiểu được. Cũng chưa đủ đâu. Muốn gia nhập vào cái team anh là em phải trải qua rất là nhiều thử thách. Hả? Thử thách gì? Thử thách cũng đơn giản thôi mà. Nhưng mà quan trọng là em phải biết. Nữa là em hiểu. Ủa cái thằng này kêu nó khi cái thương mà sao nó làm gì vậy? Anh phải từ từ, em đã khởi động cái này nặng mấy trăm ký luôn á, khiêm khéo chịu sống lưng em rồi sao? Ờ ha, cũng đúng ha, cũng phải an toàn mới được chứ bộ. Ủa chứ lại là đang đánh bài vậy đó hả? Quyên sảnh luôn, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. Ủa tụi em có chơi đánh bài, nhưng mà tụi em ăn cái gì vậy? Ăn tát anh. Cái gì em tát thử cho anh coi đi. Để em. Trời ơi, đau gì? Sao lại tát em? Ờ sao mày lại tát nó? Ừ hả? Để em tát lại cho anh coi. Trời ơi, sao mày tát tao vậy? Test cho xem. Cái gì vậy? Cái gì nhỏ bé. Cái gì đây? À, gì đâu? Cầm giùm. What? Sao tắm cái gì vậy? Nội công nó ghê không? Ghê vậy. Ghê. Ép hai tay này, cầm đây cho ép hai tay. Ép gì đó? Ép gì? Phải bảy này không? À bảy này. Trời ép gì sao được? Ép xong rồi đó. Ơi, ép xong rồi giờ sao nữa? Trời, đưa muốn đi. Anh Đức, em mời anh nè.